nhằm tổng kết công tác hoạt động, chia sẻ kinh nghiệm cũng như thành quả đạt được trong suốt chặng đường một năm vừa qua. Sáng ngày 3 tháng 2, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt đã tổ chức chương trình họp mặt tất niên và ái lộc đón xuân Tân Sửu 2021. Cuộc họp có sự hiện diện của quý vị khách quý đến từ Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Lao động huyện Hóc Môn, Ban lãnh đạo tập đoàn cùng hơn 400 cán bộ, giáo viên, nhân viên Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt. Tại chương trình, thầy Nguyễn Đức Quốc, Chủ tịch Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt đã trực tiếp chủ trì họp mặt cuối năm, nhận xét đánh giá và chỉ đạo phương hướng hoạt động trong năm tiếp theo. Cũng trong khuôn khổ chương trình, Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt vinh dự tiếp nhận sự tin tưởng đầu tư của nhà đầu tư mới. Thầy Lê Văn Nga, giảng viên đại học, kỹ sư, doanh nhân trong lĩnh vực điện tử viễn thông cũng là một người con ưu tú của Quảng Nam. Đồng thời, Tập đoàn Nam Việt đã ghi nhận và động viên kịp thời những cá nhân, tập thể đã có sự đóng góp và sự phát triển vững mạnh của tập đoàn. Qua đó, khen thưởng cho các cán bộ, giáo viên và nhân viên có thành tích xuất sắc. Đã diễn ra thành công tốt đẹp, khép lại năm Canh Tý 2020 và lời hứa hẹn những thành công mới của Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt trong năm mới Tân Sửu 2021. Làng tôi
nghe tu đưa mấy nhịp cầu tre là nền băng qua cái núi tình miền quê buồn vui dẫn trong làn da đi chưa hề làm mà nghe ai hát đêm nè. Hành trình nào cũng bắt đầu từ những bước chân đầu tiên. Tập đoàn Giáo dục Quốc tế Nam Việt, chúng tôi hiểu rằng môi trường học tập chất lượng sẽ mang đến cho học sinh một nền tảng vững chắc. Với phương pháp giáo dục tiên tiến, hội nhập quốc tế, trách nhiệm và tận tâm, nơi đam mê được nuôi dưỡng và khơi nguồn cho những ước mơ, trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông Nam Việt, trường chuẩn quốc tế.